Xin chào các bạn, mình là Huyền và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mạn Studio. Dạo gần đây thì mình cảm thấy các tín đồ công nghệ đang rất quan tâm đến một sản phẩm mới của IMO, đó chính là chiếc camera IMO Ranger 2. Và mình sẽ làm clip để đọc hộp chiếc camera này. Các bạn hãy cùng mình theo dõi từ đầu đến cuối clip để khám phá cùng mình những điểm đặc biệt của chiếc camera này nhé. Ta-da! Và đây là sản phẩm mà chúng ta sẽ đập hộp trong ngày hôm nay. Bên vỏ ngoài hộp thì được thiết kế bởi hai màu sắc cực kỳ trẻ trung và bắt mắt, đó chính là màu cam và màu trắng. Bên ngoài thì được in hình chiếc camera, kèm theo với đó là 4 tính năng chính. Tính năng thứ nhất phải kể đến đó chính là Night Vision. Đây là tính năng hỗ trợ hồng ngoại khi quay vào ban đêm. Tính năng thứ hai, Smart Tracking. Đây là tính năng theo dõi chuyển động thông minh. Và sản phẩm này thì có độ phân giải là Full HD cực kỳ sắc nét. Bên cạnh đấy thì một tính năng cuối cùng mình cảm thấy rất yêu thích, đó chính là chiếc camera này có thể xoay 360 độ tự động. Và mình nghĩ đây là 4 key point cực kỳ chất lượng mà người tiêu dùng quan tâm khi muốn lựa chọn sản phẩm. Ok, và sau đây mình sẽ cùng các bạn mở chiếc hộp này ra xem bên trong có những gì nhé. Ok, và vừa rồi chúng ta vừa mở chiếc hộp ra và bên trong thì có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh khá đầy đủ và chi tiết. Tiếp theo thì đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc camera IMO Ranger 2. Được bọc trong một lớp ni lông khá là kỹ và để chống xước. Chiếc camera này thì có đỉnh tròn, thân trụ và đế bằng. Cái này rất thích hợp với rất nhiều kiểu thiết kế của từng căn nhà khác nhau. Bạn có thể dễ dàng đặt trên bàn ghế hoặc trên bất cứ mặt phẳng nào cũng được. Cùng với đấy là một chiếc cáp micro USB, một chiếc sạc USB-A và một bộ ốc vít để đính kèm. Đây là chiếc khung để bắt ốc vít treo trên các cái giá. Nếu mà bạn không muốn đặt camera tại trên các mặt phẳng thì các bạn có thể treo trên bất cứ chỗ nào cũng được. Camera IMO thì được đánh giá rất cao bởi sự thân thiện khi sử dụng. Chúng ta có thể cài ứng dụng IMO Live trên điện thoại. Sau đó sẽ quét mã QR trên sản phẩm để nhận diện. Mã QR trên sản phẩm thì sẽ ở dưới thân như thế này và chúng ta quét. Rất dễ dàng. Vậy là chúng ta đã nhận diện xong sản phẩm. Các cái bước tiếp theo để sử dụng sản phẩm thì mình sẽ để link dưới phần mô tả video và cuối video này. Các bạn nhớ click xem để thực hiện nhanh và chuẩn nhất nhé. Camera IMO Ranger 2 hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên tới 256GB, cho phép lưu trữ tới 2 tháng dữ liệu hình ảnh. Cảm biến lớn size 1:2.7 inch và ống kính 3.6mm cho hình ảnh rõ ràng, màu sắc tươi tắn. Chúng ta có thể xem live thông qua ứng dụng của IMO với chất lượng HD sắc nét. Tính năng Smart Tracking theo dõi chuyển động của con người khi lọt vào khung hình, đặc biệt là IMO Ranger 2, còn có thể xoay theo chuyển động. Trong điều kiện ánh sáng kém hoặc ban đêm, khi mà camera thông thường không thể ghi hình, IMO Ranger 2 nhờ trang bị đèn hồng ngoại với tầm chiếu lên tới 10m vẫn có thể quay tín hiệu hình ảnh ổn định và rõ ràng. Loa tích hợp cùng mic loại hỗ trợ đàm thoại 2 chiều to và rõ, cực kỳ tiện lợi để giao tiếp tầm xa với người ở gần camera, chế độ hú còi báo động, phát hiện chuyển động hoặc người lạ lọt vào khung hình. Ok, và một điều làm mình cực kỳ bất ngờ ở sản phẩm này đó chính là về giá thành của nó. Chỉ với chưa đầy 1 triệu đồng, các bạn đã có thể sở hữu ngay một em camera IMO Ranger 2 với đầy đủ các tính năng cần thiết. Và phải nói là IMO cực kỳ quan tâm đến trải nghiệm cũng như nhu cầu của người sử dụng khi đã tung ra một sản phẩm với đầy đủ các tính năng cơ bản với một mức giá không thể hợp lý hơn. Và trên đây là tất cả những trải nghiệm cũng như cảm nhận của mình khi đã mở hộp chiếc camera IMO Ranger 2 này. Các bạn nghĩ sao về nó? Hãy comment xuống dưới và đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ Mạn Studio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.